Đốm lòng
sao đắng nấu gần trời
thiếu ánh sao đêm. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mẫn sáng trăng sao, là ánh đuông trong đêm khi lạc lối. Mẹ là loan nghĩa ngọt ngào, mẹ là nai chuối
TV kính chào ông cô chú ông chị ông bà. Đây là cháu ngoại của Bích Thủy. Cô chú ơi, bây giờ là cô Bích Phượng cũng sẽ đi gửi quý vị cô chú một bài nhạc. Ở trong lúc đó thì chúng ta sẽ đi qua cái quy trình để nhận quà. Thì cô chú sẽ đi từ bên này qua. Thì đề nghị anh Diệp á, anh Diệp với lại Nghĩa đi đứng khu vực này để tiếp tặng quà cô chú. Thì ngày hôm nay Bích Thủy sẽ phát quà mà không có kiểm tra là có phải là thành viên hay không. Hãy cô chú lớn tuổi thì chúng ta sẽ được nhận quà. Thì anh gì anh Nghĩa bên kia cho cô thêm một người nữa, thêm một người nữa, hai đông ha, đông với thêm một người nữa để phát gạo và còn lại là bếp Phương. Phương cái toán thì phát tiền cho cô chú. Đây là những cái phần quà mà các mạnh thường quân đã đóng góp nên lần này chúng ta nhận nhiều hơn, và cũng như ngày dỗ của bà ngoại thì chúng ta sẽ được nhận cũng nhiều như vậy luôn. Một năm chúng ta có được mấy lần nhận nhiều vậy ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức tiếng hát của cô Bích Phượng. Sau bài của cô Bích Phượng thì đoàn văn nghệ Trình Giáo Bắc Sơn chúng tôi xin phép được đi qua chùa đi qua ở phía sau mình nè để cúng Du Lan, và đồng thời là sẽ ngày hôm nay có 5 chùa để Bích Thủy cúng. Do đó là Bích Thủy chia tay với cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú điện ngày 2 tháng 8. Và cô chú ơi, chúng ta có một vấn đề này nè. Cái này á, cái là cái thiệp mời đám dục của mẹ Bích Thủy, thì những cô chú nào mà không có tên trong danh sách thì các cô chú sẽ không được nhận cái thiệp này. Nên là nếu cô chú nhận quà xong cô chú đi về với cái bàn đó, cô chú sẽ nắm dấu vân tay để nhận cái thẻ này. Chúng ta nhớ nhận cái thẻ này, chúng ta sẽ giữ gì cái nhà chúng ta dùng cơm, chúng ta sử dụng cái thẻ này nhận thêm quà nữa nha. Để chúc Bích Thủy lên, bây giờ chị Bích Thủy sẽ không có xuất hiện trên sân khấu nữa, nhường sân khấu lại cho cô Bích Phương. Kính chúc quý vị chúng ta một mùa Du Lan thật là ý nghĩa và luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và an yên trong cuộc sống. Bếp TV và Bích Thủy xin kính chào quý vị.